Anh chị thấy cái tốc độ nước rút bây giờ nó rất là nhanh đúng không? Nó đang kéo rác thải ra biển lớn đó. Mọi người xả rác ở đây thì biển sẽ kéo rác ra. Độ nước mà nó rút kiểu này á, tương lai á, đại hồng thủy sẽ đến. Đây là những điềm báo trước trong tương lai. Bởi vì nước rút càng nhanh thì nó sẽ giật càng mạnh. Dạ. Đó là quy luật của nhân quả công bằng. Bây giờ nước người ta báo hiệu cho mình là như thế. Long Vương đã báo hiệu cho mình là như vậy. Tương lai mà con người không ngừng những cái tác động tiêu cực đến với thiên nhiên á là đại hồng thủy sẽ đến. Nhìn nè, nước rút nè, rất là nhanh đúng không? Thì nó lên cũng sẽ rất là lẹ. Và rừng nước không còn á thì sẽ không cản được nước lũ. Ai thế? Tới rồi à. Chào cô chú. Có gì bán không cô chú? Ok. Dạ. Tì 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 tì. Con thấy không? Con người đang dành ăn với con trong tự nhiên. Vậy mà có nhiều người muốn thả rái cá về rừng để rồi bị con người bắt làm thịt ăn luôn. Rái cá chỉ có thể sống trong rừng được nếu có sự xuất hiện của chàng tiên cá bảo vệ rái cá và dẫn dắt cho rái cá. Và ở Việt Nam mình có bao nhiêu chàng tiên cá? Có bao nhiêu bạn đã thành nàng tiên cá? Cảm ơn quý vị ủng hộ em. Ngày nào quý vị còn ủng hộ thì em còn làm những cái công việc này cho thiên nhiên động vật ở Việt Nam. Còn những ai không ủng hộ được mà còn phỉ báng thì chắc chắn phải nhận lấy cái hậu quả. Hậu quả tương lai vô cùng khủng khiếp. Rồi, thuyền đi ngao đã đến chở chúng ta. Hello các bạn. Lên đường thôi anh em. Chốn con người hả? Hôm nay tôi mặc chiếc áo màu đỏ của tiên cá, con có thể chui vào áo của tiên để lẩn trốn nè. Đi với người mới nha. Honey, honey, come here. Trên này có mang dép được không? Đừng sợ con ơi. Mình đi làm. Mình đi làm việc mà mình sợ làm gì? Ở đây là
Tây Tây đi chung với ngư dân rất là sợ quý vị. Cái máy đi với chung với mấy chú ngư dân mấy rất là sợ. Nhưng mà đi chung với Tây Ôn mà Tây Tây bình tĩnh. Con người ta làm việc nè. Chúng ta sẽ đi phóng sanh cho chị Như Ý Cát Tường nha. Dạ. Cái này là đi bẫy ngao nha mọi người. Bẫy ngao chỉ bắt được những loài cá bóng, những loài cá nhút nhát thôi.